21 đi nha. 21. Có gạo muối ra không? Để chụp. Cái này bên sáu chén. Sáu chén bên này sáu chén dầm ở đây rồi cái bánh ở giữa. Sáu chén. Nhiều nào tốt nấy, cái ngon chén không có nhiều ít, có nhiều làm nhiều rồi cái chén đi chén luôn bỏ đây. Chưa cho dẫn trước rồi đấy. Rồi cái nhiều nào tốt nấy có nhiều một muối đẹp. Rồi trái cây đẹp lên rồi rồi con vịt để dưới đi coi vịt xuống coi vịt xuống ai ăn mặn đang đỉ người ta mà ai ai vô đây rồi nó khó lắm. Ừ, thôi một chén bên chén bên chén chén gạo chén muối đi rồi nữa tôi mốt rồi nha, dài cây thì nó cắm vô đó hết. Rồi, rồi quỳ sao? Bà đứng giữa, hai người hay cầm hai bên. Rồi. Thank you.
chú ông đọc quý vị đọc theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chúng Minh. Nam mô Bổ Môn Thị Hiện Thần Thánh Phú Bổ Phú Nạn Quang Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chúng Minh. Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng.
phải từ bi đổ đời thoát khỏi tham si khổ sầu, chi tâm đành lễ tất cả niềm thánh tâm ba về trong cái tâm môn của người ta bảy đời chiến kiếp, một là của quyền tất tổ bảy đời chiến kiếp, thôi ta đi về trong cái khu vực của người ta, các vị thôi lên để nghe kinh nghe kệ để tha lực những tất cả
Rồi các nguyện nổi cho mấy con này. Nam mô thượng trụ thập phương tăng. Sư lại luôn anh chị ha, thì một vị sư đang đọc tụng kinh và còn siêu, còn một vị sư đó không biết đổ gì vòng ở vòng khu vực này ha anh chị. Và clip chọc đến đây kết thúc, xin hẹn quý bạn anh chị những clip tiếp theo, bye bye của anh chị không.